Căn nhà cực kỳ rẻ, một trệt hai lầu, tọa lạc tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cách ngã tư An Sương khoảng tầm 3 km, cách chợ đầu mối nông sản Hóc Môn đường Nguyễn Thị Sóc khoảng tầm 3 đến 400 m. Nhà khá là đẹp. Căn nhà mới tinh khôi luôn nha các anh chị. Căn nhà này có cái diện tích là ngang 4 m, dài là 15 m, đúc kiên cố là một trệt hai lầu. Công năng sử dụng gồm có một phòng khách, một phòng ăn, có tất cả là 4 cái phòng ngủ và một cái sân thượng khá là rộng các anh chị. Nếu các anh chị mình quan tâm muốn sở hữu căn nhà tuyệt đẹp này thì Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình cùng Quang Minh đi vào nội dung chi tiết. Xin cảm ơn. Quang Minh đang có mặt ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này là được gần đường Nguyễn Thị Sóc, gần chợ đầu mối nông sản Hóc Môn các anh chị. Cái hướng này là hướng đi ra đường Nguyễn Thị Sóc nè. Hướng này ra đường Nguyễn Thị Sóc, từ đây ra đường Nguyễn Thị Sóc khoảng tầm 3 đến 400 mét. Còn cái hướng này là hướng đi ra ngã năm nè. Ra năm rẽ cái là chạy ra ngay chỗ chợ đầu mối liền. Từ vị trí này nó cách chợ đầu mối cũng khoảng 200-300 mét thôi các anh chị. Gần chợ đầu mối nha, trên cái trục đường nhựa này đi vào cái con hẻm này. Từ đây vào cái con hẻm nó khoảng tầm chưa đầy 50 m các anh chị. Thì trong đây Quang Minh có một cái căn nhà. Căn nhà trong đây là ngang 4 m, dài là 15 m nha, đúc kiên cố là một trệt hai lầu, ở trên là cái sân thượng các anh chị. Nhà mới nha, rất là đẹp. Có phòng khách, phòng ăn, 4 cái phòng ngủ, 4 cái nhà vệ sinh, ở trên là cái sân thượng các anh chị. Hẻm này thì có độ rộng khoảng tầm 2 m hơn tí thôi các anh chị. Xe 500 kg thì vào được nha. Xe 500 kg vào được. Xe ba gác, xe 500 kg, còn xe lớn thì mình đổ ở ngoài. Đó, thì bây giờ Quang Minh đi vào cái căn nhà này nè. Review chi tiết cụ thể cho các anh chị mình xem luôn nha. Ở đây là khu dân cư hiện hữu các anh chị. Đây căn nhà mình đây. Ở trong đây thì cái hẻm ở trong đây nó rộng hơn một tí. Xe lôi nè, xe lôi đậu rồi. Xe lôi đậu còn bên đây khoảng 1 m nữa. Thì cái hẻm này là xe 500 kg vào được. Quay lên cái tầng lầu cho các anh chị mình xem. Đó, công năng sử dụng nhà mình là một trệt hai cái lầu, ở trên là cái sân thượng nha. Trên là cái sân thượng. Hẻm này hẻm cục nha các anh chị, cách đường nhựa chưa đầy 50 m nha. Nhà mình là có dùng cái nước sạch rồi nha các anh chị. Có dùng nước đồng hồ nước sạch rồi ha. Đây cái đồng hồ nước đây. Nước máy các anh chị. Anh chị mình về có nguồn nước sạch mình xài luôn, khỏi khoan giếng. Rồi bây giờ Quang Minh mời toàn thể quý vị các anh chị mình vào bên trong. Quang Minh review chi tiết cụ thể cái căn nhà tuyệt đẹp này cho các anh chị mình xem. Còn mình nhắc lại một lần nữa ha, cái chiều ngang căn nhà mình là 4 m nha các anh chị, 4 m. Chiều sâu vô là 15 m nha. Ở tầng trệt thì có một cái phòng khách đây. Đây là cái không gian phòng khách. Màu trắng tinh khôi, rất là sang trọng, đẹp. Rồi Quang Minh cũng xin báo cái giá cho các anh chị đầu video luôn. Các anh chị mình cảm thấy mà quan tâm thì các anh chị mình xem hết nha. Còn nếu mình cảm thấy nó không hợp lý thì các anh chị mình xem tham khảo để có cái kinh nghiệm xây nhà hoặc là cái gì đó là tùy các anh chị nha. Còn nếu các anh chị mình cảm thấy ưng căn nhà này thì xem hết video, tí nữa Quang Minh sẽ review chi tiết cụ thể. Bay live cam luôn nha, từ đây bay ra đường Nguyễn Thị Sóc ra quốc lộ 2 cho các anh chị mình tiện hình dung cái mật độ dân cư ở đây. Giá căn nhà này là sổ hồng riêng, pháp lý là sổ hồng riêng. 4-15, một trệt, hai lầu, ở trên là sân thượng gồm có là phòng khách nè, phòng ăn nè. Lầu 1 thì có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Lầu 2 thì có 2 phòng ngủ, có 1 nhà vệ sinh, và ở trên là sân thượng nha. Vâng, mình quay cho các anh chị mình xem cái cuốn sổ hồng luôn các anh chị. Thửa đất số 797 tờ bản đồ số 13. Địa chỉ nhà nè các anh chị. 14/4/C1, ấp Bắc Lăng, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cái diện tích cái căn nhà này là 53,7 m nha các anh chị. Đất ở tại đô thị. Và đây là cái bản vẽ hiện trạng nè, cái sổ hoàn công nè các anh chị. Có nghĩa là cái sổ nha, cái nhà này là mới xây mới nha. Cái sổ này hiện tại là đang hoàn công ở trên huyện.
Tổng cái diện tích sàn xây dựng là 139m nè các anh chị, 139m đây. Diện tích xây dựng là 44,4m. Tầng 1 nha, là tầng trệt đó, tầng 2 là 48m, tầng 3 là 46,92. Và ở trên là một cái sân thượng nữa nha các anh chị. Ở trên có một cái sân thượng nữa. Đây là cái bản vẽ để hoàn công á, bản vẽ hoàn công là phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn nè, đã ký hết rồi. Đây. Bản vẽ hiện trạng nè, tầng 1 nè, tầng 1 là tầng trệt đó, tầng 2, tầng 3. Ở trên là cái sân thượng. Đây là cái giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả nè các anh chị. Mình nộp vô mấy cái đơn đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Một bản chính nè, giấy chứng nhận đã cấp nè, và trang bổ sung nè, một bản chính, một bản sao nè. Đó, đây là những cái giấy tờ để làm hoàn công. Ngày 31 tháng 10 là lên lấy cái sổ hồng về nha các anh chị. Đây là những cái thông tin về pháp lý. Đó, nếu các anh chị mình mua thì khoảng tầm bây giờ mình mua thì mình đặt cọc ngày 31 tháng 10 đầu tháng 11 là ra sổ, cái mình ra công chứng thôi. Nếu các anh chị mình mà muốn mua đường nó đẹp hơn á thì Quang Minh có cái căn nhà này nè các anh chị, ngang 5m, dài 18m nha, một trệt một lầu. À, cũng còn khá là đẹp. Chủ người ta đang ở nha các anh chị. Đây là cái hình ảnh bên trong căn nhà nè. Hình ảnh bên trong căn nhà. Đây phòng ngủ. Đây phòng khách đây. Chỗ này phòng ăn. 518, một trệt một lầu. Cái căn nhà này á thì chủ cũng đang cần tiền muốn bán gấp các anh chị. Thì cái giá là 3 tỷ 9 luôn nha. Đó, nếu các anh chị mình muốn nhà ngang 5m và đường nó đẹp hơn, lên Xuân Thế Đông thì nó xa hơn cái chỗ chợ đầu mối tí xíu. Nhưng mà là nhà nó 5m, đường 7m. Đây cái sổ hồng đây. Sổ hồng đây các anh chị. Ấp Xuân Đông 1, xã Xuân Đông, huyện Hóc Môn nè. Diện tích là 87m, đất ở tại đô thị, diện tích sàn xây dựng là 143. Cái căn kia nãy là 415, một trệt hai lầu thì nó ra cái diện tích sàn là 139m các anh chị. Còn căn này là một trệt một lầu, diện tích sàn là 143, nó nhiều hơn kia mấy mét nha, diện tích sàn mình sử dụng á. Bản vẽ hiện trạng đây, ra đường Trần Nhân Mười. Đường này là 7m nha. Hai bên có lề đường, ở giữa lòng đường là 5m. Mỗi lề đường mỗi bên là 1m nữa là 7m. Đây tầng 1, tầng 2. Đó. Rõ ràng chính xác như vậy đó. Các anh chị mình muốn mua căn nào thì cứ liên hệ với Quang Minh theo số hotline là 0937234579 nha, để Quang Minh dẫn xem trực tiếp. Rồi ok, Quang Minh tiếp tục review cái căn nhà 415 này cho các anh chị mình xem. Cái giá căn nhà này là 3 tỷ 9 còn thương lượng nha các anh chị. Quang Minh xin báo cái giá đầu video luôn cho các anh chị mình nắm rõ luôn nha. Có nhiều anh chị nói là làm mà không có báo giá rồi xem mất công. Thì đó là Quang Minh cũng rút kinh nghiệm cái vấn đề này. Đây là không gian phòng ăn các anh chị. Nhà này là xây mới hoàn toàn nha. Tủ bếp bằng gỗ. Bằng gỗ. Tầng trệt nhà mình thì có một cái nhà vệ sinh ở dưới đây. Ở dưới đây là không có phòng ngủ. Dưới đây không có phòng ngủ. Phía sau thì có một cái sân nắng các anh chị. Phía sau đây có một cái sân nắng. Cái sân nắng, sân phơi ở đây thì ngay chỗ đây là thiết kế để máy giặt nè. Chỗ đây là cái nguồn nước cấp. Đây nước xả. Sau này là cái này các anh chị mình về là mình làm cái máy tôn lấy sáng luôn. Mình làm tôn sáng các anh chị. Thì nó che được mưa, mình để máy giặt đồ cho nó an toàn. Bên đây thì mình trừ lại một khoảng để lấy gió luôn cũng được. À, chỗ đây có cái lavabo rửa mặt. Rồi bây giờ Quang Minh mời các anh chị mình lên tham quan ở trên lầu 1 nha. Nói chung nhà này là xây mới đẹp, mơ màng luôn, đẹp hoàn toàn. Giá 3 tỷ 9 thì các anh chị mình cứ cân đối thì một cái miếng đất 415 ở khu vực gần chợ đầu mối này là cái giá trị đất là bao nhiêu. Rồi cái giá trị nhà là xây một trệt hai lầu ở trên sân thượng như thế này là bao nhiêu. Nhà đúc thật nha các anh chị. Nội thất thì cũng Quang Minh thấy cũng cao cấp ha. Cửa phòng thì làm bằng gỗ nè.
thì có tiền cộng cái tiền xây dựng vô. Phía sau đây có cái cửa hậu, phòng trong ngủ có cái cửa hậu để mở cửa, mở lấy sáng lấy gió luôn. Nhà mình có một cái nhà vệ sinh ở trong riêng ở trong phòng, nhà vệ sinh. Hai cái phòng ngủ ở tầng 1 này là đều có nhà vệ sinh riêng hết các anh chị. Đây phòng ngủ phía sau, bây giờ Quang Minh đi tới phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước cũng có cái nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh sen tắm rồi rất cao cấp không các anh chị, mình thấy hoành tráng không? Có hệ thống ấm đồng, âm tường hết. Chủ nhà người ta làm, người ta thiết kế sẵn hết rồi các anh chị, mình mua về mình chỉ mua máy lạnh mình gắn lên thôi. Nó có màn cửa đồ hết rồi. Rồi ok, còn mình mời các anh chị mình lên tham quan lầu lầu 2. Lầu 2 nó cũng y như thế này. Lầu 2 cũng có hai cái phòng ngủ. Trên lầu 2 có một cái nhà vệ sinh thôi các anh chị. Lầu 2 có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng. Một cái nhà vệ sinh này sử dụng chung cho hai phòng. Anh chị mình thấy cái sàn tắm rất hoành tráng không? Rất hoành tráng ha. Làm bô rửa mặt ở ngoài. Phía trước đây là cái phòng ngủ đây. Ngoài đây có cái ban công khoảng tầm 1 mét nữa. Tí nữa Hoàng Minh lên sân thượng luôn cho quay cho các anh chị mình xem. Có hệ thống ấm đồng âm tường luôn ha. Anh chị mình nếu đang có nhu cầu mà muốn mua nhà để khỏi xây thì trong cái dịp này mình mua để mình về mình đón Tết xuân mới luôn các anh chị. Còn mấy tháng rồi tới Tết rồi. Đây là cái phòng ngủ phía sau trên lầu 2 nè. Phòng ngủ này thì không có nhà vệ sinh ở trong phòng nha các anh chị. Nhà mình chỉ có 4 cái nhà vệ sinh thôi. Ở phía sau đây có một cái cầu thang nè. Có cầu thang đi lên sân thượng. Lên sân thượng cho các anh chị mình xem luôn. Có nhiều cái căn nhà mà xây một trệt hai lầu thì ở trên đây người ta vẫn đúc nhưng mà không có cái cầu thang đi lên các anh chị. Thì cái căn nhà này nói chung là cũng có một cái lợi thế là anh làm thiết kế một cái cầu thang ở sau tận dụng đi lên cái trên sân thượng này. Sân thượng này có thể là các anh chị mình về là mình có xây tường lên khoảng 8 tấc rồi. Vậy mình làm cái khung sắt lên nữa, mình làm cái chuồng cu á. Trên đây mình chơi lan, mình trồng bông hoặc là chiều mình lên mình giải trí trên đây cũng được anh chị. Sân thượng từ trước ra sau luôn ha, cũng rất là rộng. Cái tòa nhà cao cao kia đứng đây nhìn là cái chợ đầu mối đó các anh chị. Ngay chỗ đó là chợ đầu mối ha. Đó, chợ đầu mối. Xa xa đằng kia cái tòa nhà cao cao xanh xanh đó là trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học nha. Mặt tiền quốc lộ 22. Đó, Hóc Môn có hai cái tòa đó là cao đó. Một cái ngay chỗ chợ đầu mối với một cái trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học mặt tiền quốc lộ 22. Đó, dân cư ở đây là như thế này. Quay hết cho các anh chị mình xem. Xuân thượng gần chợ đầu mối, gần ngã tư An Sương. Từ đây cách về ngã tư An Sương là khoảng tầm... Quang Minh đoán là khoảng tầm chưa đầy 3 km đâu các anh chị. Về ngay ngã tư An Sương ha, cũng rất là gần. Đó, mặt độ ở đây là các anh chị mình thấy rồi, rất đông. Nhà cửa sang sát hết. Với số tiền 3.9 tỷ còn thương lượng thì các anh chị mình sở hữu cho mình một cái căn nhà 45, một trệt hai lầu. Quay như vậy thì các anh chị mình cũng hình dung rồi các anh chị. Chắc Quang Minh khỏi quay bay là cam đi ha. Bay là cam thì cũng bay từ đây là ra ngay chỗ chợ đầu mối rồi ra chỗ trường đại học đó thôi. Đứng ở trên đây là các anh chị mình thấy hết rồi. Đó là Quang Minh cũng xin nhắc lại là căn nhà này có giá bán là 3.9 tỷ đồng còn thương lượng nha. Pháp lý là sổ hồng riêng, nhà mới luôn, một phòng khách, một phòng ăn, có tổng cộng là 4 cái phòng ngủ, 4 cái nhà vệ sinh. Ở trên đây là cái sân thượng. Rồi, giá bán 3.9 tỷ. Các anh chị mình quan tâm thì gọi cho Quang Minh theo số hotline là 0937234579 nha, bất động sản Quang Minh nha các anh chị. Các anh chị mà nhớ cho Quang Minh một like nha. Nếu cảm thấy căn nhà này ưng ý theo mình, Quang Minh làm video có hay không là cho Quang Minh một like. Và nhớ comment để lại cái bình luận bên dưới nha. Để Quang Minh hoàn thiện kênh được một ngày tốt hơn, để phục vụ cho quý vị được tốt hơn. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị nha. Thoải mái là cam các anh chị. Ở đây là các anh chị mình về nhìn cũng đầy đủ hết rồi. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo nha.